Hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá đất nước xinh đẹp Singapore. Đây là quốc kỳ của Singapore. Chúng ta sẽ lạc vào phố chợ đêm của Singapore, rất là xinh đẹp. Đây là năm 2019. Và chúng ta sẽ đến với công viên rất tuyệt vời, có thác nước nhân tạo ở tại Singapore. Ở góc nhìn khác thì chúng ta có thể thấy thác nước này rất là lộng lẫy ạ. Quá đẹp luôn. Và mong rằng một ngày nào đó thì Alex Nguyễn sẽ có dịp đưa mọi người đi Singapore sau khi những cơn dịch, đại dịch Covid-19 sẽ biến mất. Thì Alex sẽ cùng mọi người đi tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Singapore. Và đường phố Singapore cũng rất là sạch sẽ. Ở nhiều góc nhìn khác nhau thì Alex muốn chia sẻ thông điệp rằng là Singapore là một nơi để tất cả mọi người có thể đến tham quan nghỉ dưỡng tại đây. Thời lượng của video này thì chỉ có hơn 2 phút nhưng nó đem lại cho người ta rất là nhiều cảm giác thú vị.